Các bạn ơi, bây giờ thì các bạn sẽ cho nước vào nhé. Đó, vậy là chúng ta đã có một cái tô bún rất là ngon rồi đúng không các bạn? Và làm sao để chúng ta có thể làm được một cái món bún ngon như thế này thì các bạn hãy vào bếp cùng với mình để làm món này các bạn nhé. Đây, sau khi mà các bạn cho nước vào thì các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không ạ? Rất là ngon luôn. Cái phần nước dùng thì chúng ta dùng luôn nước ninh xương cộng với nước luộc ngan. Sau đó các bạn cho thêm một chút gia vị nữa vào, muối, tiêu nữa. Và om đến khi mà các bạn làm xong các cái nguyên liệu này các bạn nhé. Đó. Đây. Phần thịt ngan để chúng ta ăn kèm. Măng này, rau sống này. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái món bún ngan mọc ngon, hấp dẫn và thơm như thế này thì mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm món này các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bún măng mọc các bạn nhé. Để làm được cái món bún măng mọc này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nguyên liệu ở đây, đó là một con ngan. Ngan này thì các bạn sẽ lựa chọn ngan cái cho mình. Nó có khối lượng khoảng tầm 2,5 kg thôi các bạn ạ. Sau khi thịt xong thì nó chắc chỉ còn 2 ký thôi. Thì ăn nó không bị béo. Chứ không, các bạn mà mua ngan đực ấy thì cái phần này này nó rất là mỡ. Ăn thì sẽ mình sẽ cảm giác là ngấy. Đó. Hoặc là nếu mà chỗ khu vực các bạn mà bán nửa con ấy thì các bạn có thể mua nửa con ngan đực cũng được. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình ở đây đó là 300g xương heo. Xương heo này thì các bạn lựa chọn cái phần xương đuôi thì ăn nó sẽ rất là ngọt nước các bạn nha. Chuẩn bị cho mình ở đây đó là 30 hoặc là 20g nấm hương, các bạn ngâm nước ấm luôn cho mình nhé. Và 150g thịt nạc vai xay. Măng này thì các bạn có thể sử dụng măng tươi hoặc là măng khô. Nhưng mà mình thích ăn cái vị hơi chua chua của măng tươi hơn cho nên là mình sử dụng măng tươi. Còn nếu không thì các bạn sẽ sử dụng măng khô nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ chế để cho phần ngan của chúng ta sau khi mà luộc xong nó được ngon và nó thơm. Các bạn sẽ xả cho mình một chậu nước, nhiều nước một chút nhé. Sau đó các bạn thêm vào đây đó là một thìa muối hạt. Các bạn lấy vắt lấy nước cốt của hai trái chanh. Nếu như mà chanh các bạn sử dụng chanh lớn ấy thì các bạn chỉ dùng cho mình một trái thôi, còn chanh nhỏ như thế này thì các bạn sẽ dùng hai trái chanh cho mình nhé. Thì các bạn sẽ cho cái phần ngan vào đây. Các bạn cắt cái chân. Cắt chân của ngan đi. Phần xương này thì các bạn cũng cho luôn vào cái nước muối chanh này để chúng ta rửa cho nó sạch. Và các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút. Và sau 15 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để rửa thật là sạch phần ngan các bạn nha. Các bạn ơi, trong lúc mà mình chờ ngan ngâm được để rửa ấy, thì các bạn sẽ tước cho mình cái phần măng nhé. Măng này thì các bạn sẽ xé thành những cái sợi như thế này cho mình này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước để chúng ta trần qua măng các bạn nhé. Các bạn đun sôi nước lên, sau đó thì các bạn sẽ cho măng vào. Các bạn
trần sơ qua như vậy để mang hết cái vị chua. Các bạn sẽ luộc măng cho mình 5 phút các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã luộc cho mình măng được từ 3 đến 5 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé và vớt ra để ráo nước. Khi nào mà chúng ta chuẩn bị ăn thì các bạn sẽ xào qua với một chút hành khô và ăn kèm thôi. Khi mà các bạn đã xả xong với nước lạnh rồi, để măng nguội rồi thì các bạn sẽ để thật là ráo nước cho mình các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần mọc các bạn nhé. Phần mọc này thì các bạn sẽ rửa cho mình thật là sạch cái phần nấm hương, sau đó thái nhỏ ra. Nấm hương sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi thì lúc này các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình. Các bạn thái nhỏ, sau đó các bạn băm thật là nhỏ ra nha. Sau khi mà các bạn đã băm xong rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nấm hương vào tô cho mình nhé. Sau đó thêm thịt. Các bạn sẽ nêm cho mình với cả một chút muối, một chút bột ngọt. Các bạn bóp đều lên để cái phần nấm hương và thịt ngấm gia vị. Khi mà các bạn đã bóp đều cho mình như thế này rồi thì các bạn sẽ cho thịt vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Trong lúc đó thì mình cũng đã đủ thời gian ngâm vịt rồi, 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ rửa sạch cho mình cái phần xương heo này, chân này. Đây là cái phần lòng mề, gan. Các bạn rửa sạch để ráo nước. Khi mà các bạn ngâm gan với cả một chút muối và chanh như thế này thì sẽ làm cho cái phần da sau khi mà các bạn luộc xong nó căng và nó trắng. Sau đó thì các bạn xả sạch lại với nước bình thường cho mình một lần nữa nhé. Các bạn thấy là khi mà chúng ta rửa qua với cả nước muối chanh ấy thì các bạn sẽ thấy là nan nó không còn mùi hôi nữa đâu, mà nó thơm cái mùi chanh nhẹ nhẹ. Và đặc biệt đó là khi mà mình luộc xong thì cái phần da nó trắng, nó không bị thâm. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách luộc nan làm sao để cho nó nung ngon, mềm mềm thịt mà không bị khô cũng như là không bị thâm khi mà chúng ta để nguội các bạn nhé. Các bạn ơi, cái phần xương này thì các bạn sẽ đem trần sơ qua với nước nóng cho mình nhá, để cho nó ra hết cái phần bọt dơ ở phía trong xương đi. Sau đó chúng ta ninh thì cái phần nước dùng của món bún măng mọc này, bún ngan như thế này nó sẽ rất là ngon, trong và không bị đục.
Các bạn trần xương cho mình 1 đến 2 phút. Khi mà các bạn đã trần xong như thế này rồi và các bạn thấy rất là nhiều bọt ở phía trên thì các bạn rửa sạch xương này đi cho mình nhé. Các bạn ơi, bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhá. Sau đó các bạn thêm vào đây cho mình một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê muối. Các bạn cho vô nha. Sau đó thì các bạn xếp ngan vào và cho xương này, tim gan vào để chúng ta luộc. Các bạn lưu ý cho mình là chúng ta sẽ luộc với ngan và vịt ấy, thì các bạn sẽ luộc cho mình từ lúc mà các bạn sẽ cho vào từ lúc nước nguội. Ví dụ như là các bạn luộc gà thì các bạn sẽ đun sôi cho mình gà nước, cái nước ấy nó ấm khoảng độ tầm 50-60 độ thì chúng ta mới cho gà vào. Tuy nhiên khi mà các bạn luộc ngan vịt như thế này thì các bạn sẽ cho ngay từ đầu cho mình và thêm nước làm sao để cho nó ngập ngan nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp và luộc ngan cho mình nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Các bạn ơi, khi mà nước bắt đầu sôi lăm tăm lên như thế này rồi, có phần bọt thì các bạn sẽ vớt bọt cho mình nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy nước bắt đầu sôi lên rồi thì các bạn sẽ cho cái phần tiết này thì các bạn sẽ cắt ra cho mình nhé. Các bạn sẽ cắt dọc như thế này này, thành những cái miếng á. Mình cắt cái tiết đã, sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần nấm hương để nguyên tai, nguyên chân như thế này vào đây cho mình. Để mình luộc chung luôn. Thì cái phần nước dùng sẽ rất là ngon. Các bạn nhớ nhé, khi mà nước bắt đầu sôi như thế này thì các bạn sẽ giảm lửa cho mình. Các bạn chỉ luộc lửa nhỏ liu riu thôi. Nước bắt đầu sôi liu riu lên như thế này, sôi lên như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy cái phần mọc ra để chúng ta nặn mọc cho vào đây để luộc chung luôn. Mọc thì các bạn sẽ nặn cho mình thành những cái viên tròn, sau đó các bạn thả vào trong. Các bạn thả vào khi nào mà mọc nó nổi lên phía trên mặt nước thì là chín. Các bạn làm mọc thì các bạn có thể làm bằng thịt xay hoặc là giò sống nhé. Khi mà các bạn thấy phần bọt nó nổi lên như thế này thì các bạn sẽ vớt cho mình nhé. Các bạn cứ vớt để làm sao khi mà các bạn luộc xong phần ngan thì nước dùng của chúng ta nó trong chứ nó không bị đục. Khi mà các bạn đã thả hết mọc vào đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là mọc nó chín rất là nhanh. Tuy nhiên là để cho cái phần nước của chúng ta nó ngon thì các bạn đừng có vớt mọc ra vội nhá, mà các bạn cứ để đó các bạn nấu cho mình. Còn nếu như mà các bạn muốn vớt nó ra thì cũng được, nhưng mà để đây thì nó sẽ ngọt nước hơn. Đó, các bạn sẽ đậy vung lại và luộc lửa nhỏ liu riu cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé. Và 15 phút sau thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp món này nhá. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã đun cho mình nhỏ liu riu như thế này được 15 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Các bạn tắt bếp và các bạn đừng vớt ngan ra vội, mà các bạn vẫn cứ ngâm ngan trong cái nước nóng như thế này cho mình thêm 15 phút nữa, để khi mà các bạn vớt ra nó không có bị thâm thịt và nó không bị khô.
ngâm 15 phút đến 20 phút các bạn nhé. À, các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình con nga này được 15 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tô nước lạnh để chúng ta vớt ra ngâm nga vào đó, thì nga sẽ cái phần da nó sẽ rất là giòn và đặc biệt đó là thịt không bị thâm các bạn nhé. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nước, cái chậu nước lạnh ở bên cạnh. Mình ngâm rồi mình chở vịt, chở gan ra. Các bạn sẽ ngâm cho mình đến khi mà cái phần thịt các bạn sờ vào các bạn thấy nguội hẳn thì các bạn sẽ vớt ra nhé. Và các bạn bởi vì là cái chậu cái tô của mình nó hơi nhỏ cho nên là mình sẽ vừa ngâm vừa phải hất nước từ phía dưới lên bằng một cái muỗng. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã để vịt nó nguội như thế này rồi thì ngan mình xin lỗi ạ, ngan nguội như thế này rồi thì các bạn sẽ vớt ra nha, vớt ra để vào một cái rổ. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là ngăn đá 30 phút. Còn ngăn mát thì các bạn sẽ để cho mình 1 giờ đồng hồ các bạn nhé. Cái phần hành tây để chúng ta ăn kèm với món bún ngan này thì các bạn sẽ thái tròn. Các bạn thái xong thì các bạn sẽ cho ngay vào một cái tô nước lạnh cho mình nhé. Muốn cho cái hành này khi mà các bạn làm xong nó không có bị hăng thì các bạn sẽ vắt vào đây cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh các bạn nhé. Các bạn sẽ ngâm cho mình 15 phút các bạn nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã để trong ngăn mát tủ lạnh cho mình được 40 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ chặt ngan nhé. Phần cánh này các bạn tách ra cho mình. Ngan vịt thì cách luộc các bạn luộc tương tự nhau cho mình thì cái phần thịt nó sẽ không bị thâm. Cái quan trọng nhất khi mà các bạn làm những cái món này thì cái phần thịt nó không được thâm, nó vẫn có cái màu hồng ngon. Đó, các bạn tách cái ở cái khớp này ra nha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ khứa cho mình một cái đường ở bụng.
đây các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là cái phần thịt nó như thế này. Các bạn sẽ hơi tách tách ra một chút để chúng ta có thể chặt được ở phía dưới. Sau khi mà các bạn chặt thịt xong rồi thì các bạn sẽ cho măng vào, các bạn xào chín cho mình nhé. Khi mà các bạn thấy phần mà măng các bạn xào nó đã săn lên rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị nhé. Các bạn sẽ thêm vào đây cho mình một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê muối, đảo đều lên. Khi mà các bạn xào chín măng rồi thì các bạn sẽ bắt bếp cho mình nhé. Mình thì xào không thôi, tại vì là lát nữa khi mà các bạn ăn ấy thì các bạn sẽ cho hành thái nhỏ vào luôn. Đây các bạn ơi, các bạn sẽ xếp cho mình toàn bộ các nguyên liệu ra đây nha, để chúng ta có thể làm được một cái tô bún. Và bây giờ thì mình sẽ cùng làm luôn nhé. Một chút hành tây các bạn thái lát này, các bạn cho đây nha, măng này. Măng này thì các bạn có thể dùng măng khô hoặc là măng tươi đều được. Mọc này các bạn này. Nấm. Nấm hương. Giá đỗ này. Giá này thì mình tự làm đó các bạn. Nhìn rất là ngon đúng không ạ? Với những cái món bún như thế này thì chúng ta ăn kèm với cả giá thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Đây các bạn ơi, nhìn rất là ngon và hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Sau đó các bạn thêm một chút hành vào đây nha. Đó. Và các bạn chỉ cần chan nước vào thôi là chúng ta sẽ có được một cái tô bún rất là ngon và đầy đủ dinh dưỡng luôn. Các bạn ơi, bây giờ thì các bạn sẽ cho nước vào nhé. Đó,
Đó, vậy là chúng ta đã có một cái tô bún rất là ngon rồi đúng không các bạn? Và làm sao để chúng ta có thể làm được một cái món bún ngon như thế này thì các bạn hãy vào bếp cùng với mình để làm món này các bạn nhé. Đây, sau khi mà các bạn cho nước vào thì các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không ạ? Rất là ngon luôn. Cái phần nước dùng thì chúng ta dùng luôn nước ninh xương cộng với nước luộc ngan. Sau đó các bạn cho thêm một chút gia vị nữa vào, muối, tiêu nữa. Và om đến khi mà các bạn làm xong các cái nguyên liệu này các bạn nhé. Đó. Đây. Phần thịt ngan này chúng ta ăn kèm. Măng này, rau sống này. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.